con này thì lật từ trên cao lật xuống và lật theo phương nằm ngang. Đây, nước từ ống xả ra này. Đây. Đây đi. Đấy, cười. Xin mến chào quý vị và các bạn. Hiện tại Mạnh đang có mặt ở Long Biên, Hà Nội. Ngày hôm nay thì anh em chúng tôi đang tiến hành giải cứu một con máy xúc Rosan DX140 bị lật. Đây, con này hiện tại đang làm ở trong cái khu này bị lật xuống cái ao sâu các bác này. Quá là nguy hiểm luôn. Đấy, nhìn thấy cái cảnh này mà xót xa cho con máy quá. Đấy, nhiều lúc công việc thì cũng không nói trước được điều gì, không nói hay được điều gì. Đây. Lật ngửa ám bánh lên trời. Quá kinh hoàng luôn. Đây, con 140 này trên bờ để săn đường. Lâm này trợ giúp ở góc bên kia. Con này thì lật từ trên cao lật xuống và lật theo phương nằm ngang. Toàn bộ phần cần đã bị chìm xuống dưới bùn, chỉ trơ trọi lên cabin với cái phần lốt thôi. Quá khủng khiếp luôn các bạn. Chìm như này thì có ảnh hưởng đến dầu thủy lực không anh? Chưa đúng không? Gọi là mới chìm, mất cần thôi. Mất cần và một phần bên hông của cái cabin thôi. Ngã xuống dưới này thì cũng may ở bên dưới này nó có bùn nên là chắc khả năng là móc méo là không cao. Đấy, hiện tại thì con 140 kia đang tiến hành xúc những cái phần chạc ở phía góc trên cao này để quăng xuống đây làm một cái bờ bao. Ở đây thì xe cậu không có vào được nên cần phải sự trợ giúp của con DX140 này và thêm một con 140 nữa đang vào. Còn đầu trên kia thì con 55 này thì đứng ở trên, có nhiệm vụ là kéo phụ trợ và có thì làm thêm thì làm thôi. Đây, đây là bác thợ sửa chữa đang tiến hành ngó xem là có bị gì nặng không. Con này chỉ cần lật được lên, sau đó thì sẽ tiến hành nổ máy. Quá vất vả luôn. Dậy rất là đông. Và đây hiện tại thì đang chờ thêm một con máy 140 nữa vào các bác này. Đấy. Con này thì vẫn đang nằm chờ để giải cứu. Và đây là một bác thợ sửa chữa đứng đây để ứng cứu và cứu viện. Để cứu sống em nó rồi bắt đầu mới chuyển về bệnh viện để chữa trị sau. Đấy, đội ngũ bác sĩ luôn có mặt mọi lúc mọi nơi để hỗ trợ cho nó. Đấy, cũng giống như con người khi mà ngã xuống một phát là phải có người đưa đi cấp cứu luôn. Quá căng luôn. Đây, con này thì các bác có thể nhìn thấy đây là phần cần nó đã chìm xuống luôn rồi. Chìm mất cần luôn. Duy nhất là chỉ còn cái phần cabin và mặt bên hông cabin thôi, là những quả lốp ở bên trên này. Mọi công tác đang được diễn ra rất là nhanh chóng. Cũng may rằng hôm nay trời nó không có mưa. Đấy, trời mà nó mưa thì không biết là nó còn phức tạp như thế nào nữa. Bên trên kia thì con lốp 140 nó đang chuẩn bị di chuyển vào. Phần ngoài này thì con 140 vẫn đang tiếp tục xúc những cái phần chạc ở bên trên kia để đổ ở đây làm đường. Quá căng thẳng luôn. Kính may không vỡ này, không vỡ kính. Tài xế không sao các bác nhé. Không làm được à Diệp ơi? Không làm đứng bằng ở dưới này được à? Đứng hẳn dưới này. Ờ đứng bằng như này thì nó cũng giống như em mà như này em kéo phát bình đi đây này. Có khi mình làm một cái bệ phẳng ở dưới này mình đứng nó vừa.
móc cáp vào cái phần cần kia thì mới đưa lên được. Thế nữa mình xong rồi xong mình đắp lại. Thôi bây giờ đang làm kèo rồi anh. Bốn em một chỗ luôn. Con 140 này vào hỗ trợ giải cứu cùng với con bên này là hai con 140 với một con 55. Đã được móc xong rồi. Ấy đi ăn cơm có một cái mà bác chủ chúng ta đã kéo được nó lên rồi các bác này. Đấy, chắc là hồi nãy buộc cáp buộc kiếp thì kéo nhẹ nhàng đã lên được rồi này. Đấy, một con máy từ dưới ao được kéo lên. Đấy, con này bây giờ đang tiến hành mở rộng san đường ra để rồi con bị lầy kia nó kê cao cái phần đuôi lên, sau đó thì sẽ tiến hành động bình ra để kích nổ, chắc chắn là sẽ nổ được. Đây thợ sửa chữa thì đứng sân thế này rồi. Đấy, nhưng mà tiếc quá không được xem cái cảnh giải cứu. Đấy, anh em người ta vào người ta giải cứu sớm quá, biết được xong các bác phải kéo vật kiểu gì vào lên dễ dàng thế. Đây cần này. Đấy, ngập tí nước. Đấy, kéo vật. Con 140 này thì đang tiến hành làm đường, làm dốc để thoát ra, và cũng là để cho sau này con máy này lên luôn. Thank you.
nó có thể cho nó nổ được này. Móp mất cái cabo, đây mới bị một ít bùn lên trên động cơ, đây cần toàn bùn không? Và đây là em Dosan DX140 đã được thần chết trả về, đấy, từ dưới vũng bùn, từ dưới ao đã lên bờ thành công. Đấy, trên cần bây giờ còn nguyên bèo rồi rau muống bám này. Đấy. Con này hiện tại thì đang bị cong toàn bộ những cái ốp bên hông. Bị gãy tay gương. Gãy tay gương và nước vào cả thùng dầu diesel. Và thùng dầu thủy lực thì đang kiểm tra. Đấy, đây, những cái ốp sần cánh cửa cánh keo rồi, móp hết rồi. Thùng dầu diesel này thì đang có nước. Đấy, bơm bèo đây. Đây bùn đất. Chân tôi đây. Đấy, ngay chân tôi đây. Đang được lãi gì, được lãi cũng thùng dầu không ạ? Đấy. Dã man thưa các bác. Đấy, anh em chúng tôi thì có mặt ngay kịp thời để xử lý đây. Trông. Ôi. Đây, phần tay gương này là cong queo rồi, gần như là gãy hết rồi. Đấy, xin chào hai bác thợ. Chào anh Mạnh với Lúc. Giờ tháo này tháo món gì đây anh? Hết ống sả, tháo hết kim bơm rồi. Đấy, tháo hết ống sả. Tua máy. Tháo hết kim bơm, kim bèo để tua. Đây, phần ống sả này. Lọc cái con này hồi nãy là nó bị ngập nước các bác ạ. Thấy nước trong. Nó ngập nước nên là toàn bộ cái phần ống xả này thì đầy nước ở bên trong. Không những bị nước vào mà còn bị cả bùn vào nữa cơ. Đây, nước đang vào cổ hổ bồ rồi. Đây, nước ở trong. Này. Quá khủng khiếp. Đầy nước trong ống xả. Đây, cổ ống xả gãy luôn nhé. Đấy, quả lật này là gãy cả cổ ống xả luôn. Đấy, nước ngọc ngọc. Nước bốc bốc vào trong. Đây, trên cần thì toàn bằng rau muống rồi bèo. Đấy, nước cái ống ngọc ngọc bên trong. Đặng vãi lúa ơi. Đấy, anh em thấy vất vả chưa? Đấy. Hiện tại thì các bác sĩ đang thăm khám để xem chữa trị ung thư hay là bệnh tim. Tổng kết là các option cánh cửa anh kia thì bị cong móp méo, nước tràn vào thùng dầu, diesel tràn cả vào bô và nguy cơ đang tràn cả vào động cơ. Bù đấy, mới nghiêng con tí mà nước chảy vào ra như kia. Cổ bô đấy gãy rồi. Gãy hết, dính còn tí. Con này ngập một nửa bên. Kim phun điện tử nên là không dám nổ máy nha, phải xả xiết hết rồi mới nổ được nha. Nổ máy là phơi xong cái động cơ. Anh em nào cố chấp mà nổ máy là toi luôn.
lưới. Nắp thùng dầu con này có chưa anh? Đây. Nắp dầu. May cái nắp dầu. Cậy nắp dầu. Anh mở thử xem có nhớt bên trong không? Có nước. Đây, đầy đất bên trong các bác này. Đây, đầy đất này. Đất và nước. Đấy. Kiểm tra cả lượng lực nước là nước và nước xử lý cả thủy lực. Khả năng có nước rồi. Nới thôi. À, hồi nãy là nó ngập à, tính theo đúng cái giá trị trên máy đây thì là một nửa này các bác ạ, một nửa luôn. Búa như không bằng thẹo ấy. Vội vàng quá nên mình mất nhau. Đây là các giáo sư tiến sĩ chuyên khoa 1 bệnh viện trung ương về thăm và xử lý trực tiếp. Chặt lắm, mút. Đây, nước từ ống xả ra này. Quá nhiều luôn. Trời ơi. Này, trực tiếp từ ống xả xuống. Vào đầy cái này rồi. Vào đầy cái bút. Đây. Và có thể để ý ở phía bên trong ống bô ấy, toàn bộ là bùn với nước thôi. Đất và nước. Anh quay bên này nào. Đấy, hết chưa? À, khủng khiếp. Ấy. Đây. Đây, toàn bùn với nước. Tốt lại một điều. Đây. Thùng gầm này. Quá khủng khiếp luôn. Kinh khủng tởm. Hôm nay sau khi tháo bô xong thì các bác chuyên khoa 1 sẽ tiến hành tháo kim nắp phun. Mặt máy ra, kim phun ra để thăm và khám rồi kết luận. Xả hết rồi vẫn phải rửa lại chứ không? Xả đi rồi, cái thùng nó đang nghiêng. Ống cái đầu tháo toàn bộ kim ra. Ống đầu nó đã bơm cái mỗi thùng. Rửa thùng. Rửa thùng nó. Máy chưa nổ, chưa bơm. Mỗi thùng thôi. Xong rồi cứ xả rửa thùng nó hết đi. Tí nữa. Bây giờ xả hết đi. Xả hết luôn đi. Nó nghiêng này rồi. Với cái kìm nhọn rút cái ốc. Thì chết. Với kìm nhọn đây. Xả hết chưa? Xong rồi căng nước... đây thôi, chuyển hết can xuống đi, để xả ra xong rồi còn nước thì cứ xả thẳng nữa. Mạnh kiểm xong cái nước còn nữa. Kiểm tra mấy kim anh? Đó. Anh tổ. Kiểm tra toàn bộ kim. Ừ. Xem nước còn đủ không?
Ui dồi, con này kém này. Đấy. Kim số mấy anh? Số 2. Số 5. Kim số 5 kém. Anh cần xem nào. Này. Này là gì anh? Xét à? Đó. Từ mua một cái kim này kém này. Tập nào? Em mua có mua cái nào đâu. Cái gì? Cái đấy nước vào sao nó dỉ vậy anh? Ơ còn cái kẹp. Kim số 5 kém. Bị dỉ. Nguội nhiều. Nguội nhiều. Chắc thế. Cái này là khó rút là do muội nó bám nhiều ấy. Muội nó bám nhiều. Nó dẫn đến khó tháo. Sáu kim. Cho vào can này. Cho vào can này. Cho vào can này. Chỉ phải chắc. Đến đi. Đất kiếp văng lên. Đất. Ăn nước không? Cười. Đây, đề để cho nước nó văng hết rồi. Đất đá không? Toàn bùn không? Đấy, vậy mà không xả ra kiểu này toi. Toàn bùn không này. Từ từ nhá. Đây. Đầy nước với bùn này. Máy số 6 với số 5 toàn bùn. Đấy, văng lên trên sàn kìa, máy số 6 với số 5 toàn bùn không? Khủng khiếp. Để phân nữa đi. Lại đề tiếp. Cho xả hết ra. Ấy. Ấy, toàn nước không này. Nước có bùn lên này. Toàn nước có bùn lên không. Chưa hết không? Này xem bắn như mưa này. Đấy. Đấy, toàn bộ phần kim đã được các thợ của chúng ta lắp đặt xong. Đây, khúc này sẽ tiến hành lắp nốt cái phần mặt. Rất nhẹ nhàng. Cái nối này nó dễ. Nối dài, một cái dài.
bắt ốc và bắt nốt những phần rô ri rồi. Nào, bây giờ sẽ để nổ thử nè. Để phát lên. Cứ thoải mái đi. Cứ để đi. Để mạnh mẽ lên. Rồi. Bắt đưa đi. Rồi. Giờ đẹp chưa cho nổ nhá. Giờ đẹp đấy. Nổ đi. Chưa được. Chưa được. Khởi động thành công con Doosan DX140 bị lật xuống ao. Đấy, quá là vất vả. Đấy, hiện tại thì các ông thợ chúng ta mới vệ sinh tất cả mọi thứ xong xuôi. Bây giờ thì cho nổ máy xong, máy sẽ tiến hành san một cái mặt bằng cho nó phẳng. Sau đó máy sẽ trèo lên. Sau khi trèo lên xong thì các bạn thợ sẽ tiến hành thay dầu động cơ cho nó sạch sẽ, vì đang đậu ở cái vị trí kia nó bị lầy và nó thấp, không có cách nào thò vào để thay dầu động cơ được. Đấy. Còn những cái phần râu ria như cánh cửa rồi bô sẽ được bắt sau. Cái cánh cửa thì sẽ được chờ bác chủ của chúng ta đi nắn hết lại cho nó phẳng. Đấy, chờ nắn hết phẳng sau thì mới hoàn thiện lắp nốt. Hiện tại máy thì đang chưa có bô nên nghe nó hơi kêu một chút xíu. Đấy, rất là nhiều kỹ sư rồi phóng viên nhà báo có mặt ở đây hết. Cứu thoát em đấy, 40 thoát chết từ cửa tử về. Bây giờ máy sẽ leo lên cái chỗ bằng để tiến hành thay dầu động cơ. Các bác sĩ của chúng ta đã tận tình cứu chữa em nó, giúp cho em nó có thể thoát lầy, thoát từ dưới ao thoát lên, và cũng như là giúp em nó đã nổ được.
ngoài cái hố sâu. Đấy, cho nó cân bằng ạ. Vâng, và như vậy thì anh em chúng tôi cũng đã hoàn thiện xong cái việc cứu hộ con máy Đô San đấy của đúng người bị lật xuống ao. Bây giờ khâu còn lại thì các bác thợ sẽ tiến hành thay dầu động cơ nữa. Là xong xuôi tất cả mọi việc. Đấy, giờ thì để phát ăn ngay. Đấy, nếu như mà hồi nãy mà mình không xả dầu xả riết đi mà để vậy nổ là sẽ chết kim này, rồi cong trục cơ hoặc là ảnh hưởng nặng hơn đến máy các bác. Để có thể thay dầu động cơ và lắp đặt nốt các thiết bị còn lại thì máy cần phải trèo lên một cái vị trí cân bằng hơn để dễ làm và nó không bị ngập dưới cái hố nước kia. Đấy, hai con, một con 55 và một con 140 kia thì vẫn đang chờ để trường hợp con này nó có sự cố gì nó có thể hỗ trợ luôn trong ngày hôm nay. Ở đây thì cái ngõ vào nó bé, không thể dùng máy khác được. 140 vào là hết cỡ rồi. Con máy từ cõi chết trở về ai ai cũng vui mừng cả, từ người xem đến người làm đến người kéo. Đây, săn cái mài phẳng này cho nó bằng ra để đậu máy lên đây. Đây, ảo rất sâu luôn. Đấy, phần này thì máy sẽ đậu lên cái vị trí cân bằng, sau đó thì các bác thợ sẽ tiến hành thay nốt cái dầu động cơ vào và bắt những cái option như là cánh bên hông bên hiếc nữa là xong các bác ạ. Kết thúc một buổi giải cứu em Đô San DX 140 dưới ao lên thành công và đã khôi phục được nổ ra thành công. Đấy, video của mình ngày hôm nay cũng xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của mình. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn.